Sản phẩm đi kèm với cần thì luôn luôn có một gọn phụ các bác nhé, một túi, và với chế độ bảo hành 2 lóng trong vòng 1 năm trừ lóng gốc các bác nhé. Ngoài ra khi các bác mua con Giang Xuyên Thiết Kinh của Linh Hà này thì bên em sẽ tặng cho các bác một quả phao đánh rơi và một quả phao hô đấu các bác nhé. Hiện tại thì size đang còn là 6m3, 7m2 và 8m1, đủ size luôn 3 size các bác nhé. Các bác ưng ý thì ấn vào giỏ hàng. Ok, cảm ơn các bác.